9 lời khuyên dinh dưỡng trong mùa dịch Covid. 1. Ăn đủ 3 bữa mỗi ngày, ăn thêm các bữa phụ để đảm bảo năng lượng và các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần. 2. Tăng cường các thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng, tôm, cua, sữa, đậu đỗ để duy trì hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể khỏe mạnh. 3. Ăn nhiều rau quả tươi các loại như rau lá có màu xanh đậm, củ quả có màu vàng và đỏ, quả chín. Rau quả cung cấp nhiều vitamin và chất khoáng, giúp cơ thể khỏe mạnh và tăng khả năng đề kháng chống lại nhiễm khuẩn. 4. Không ăn kiêng nếu không có chỉ định của thầy thuốc. Cố gắng ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau trong một bữa và trong một ngày. 5. Hạn chế ăn các thực phẩm có hại cho cơ thể, thực phẩm ăn liền, thức ăn chế biến sẵn có chứa nhiều mỡ động vật, đường hoặc nhiều muối, thực phẩm để quá lâu không còn tươi, đảm bảo thức ăn phải được nấu chín và tốt nhất là ăn ngay sau khi nấu. 6. Uống đủ lượng nước theo nhu cầu, mỗi ngày từ 2 đến 2.5 lít, ít nhất 1,5 lít, nên uống nước ấm. Chú ý không chờ tới lúc khát mới uống, thay vào đó uống thường xuyên mỗi lần một chút cho vừa đủ. Có thể bổ sung thêm các loại nước hoa quả, không cho thêm đá và đường khi sử dụng. 7. Bảo quản thực phẩm sống, chín trong các dụng cụ chứa khác nhau và ở các vị trí khác nhau. 8. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trước và sau khi chế biến thức ăn, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, không sờ tay lên mắt, mũi, miệng để hạn chế nhiễm mầm bệnh. 9. Duy trì vận động và các hoạt động thể lực, hạn chế uống rượu bia, tránh tụ tập đông người để phòng nhiễm bệnh. Ở nhà vào mùa dịch thì bạn nên làm gì? Cập nhật tin tức về dịch bệnh thường xuyên, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa, dành thời gian gắn kết các thành viên trong gia đình, xem phim, nghe nhạc, giải trí, game, vào bếp và nấu những món ăn mới, thể dục thể thao tại nhà, mua sắm online, suy ngẫm và nhìn lại bản thân, đọc sách và mở mang kiến thức, bổ sung và nâng cao kỹ năng bản thân, thay đổi cách sống, tạo thói quen lành mạnh. Trên đây là một số cách để bạn tự cách ly ở nhà mùa dịch. Vì thế, tất cả mọi người vẫn cần hạn chế ra đường và tiếp xúc với người ngoài, trừ khi thật cần thiết, không tổ chức tiệc tùng, ca hát quá lớn gây ảnh hưởng đến xung quanh và tuyệt đối không được chủ quan trước dịch bệnh ngay cả khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm và giãn cách xã hội.